Tượng đài quyết tử để Tổ quốc quyết sinh nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng được xây dựng năm 1984, ghi dấu những chiến công, sự hy sinh của các chiến sĩ, người dân Hà Nội trong trận chiến lịch sử 60 ngày đêm bảo vệ thủ đô. Tượng đài là hình ảnh hào khí quân và dân đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ. Đây chính là tinh thần mà các chiến sĩ trung đoàn thủ đô, những chàng trai Hà Nội hào hoa và đã làm theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào ngày 17 tháng Giêng thì Bác Hồ có thư điện vào giao nhiệm vụ. Điện thì dài nhưng mà đại có cái câu nổi nhất: các em là đội cảm tử, các em quyết tử để Tổ quốc quy sinh. Tất cả Bác giao một cái nhiệm vụ để thực hiện một cái quyết tâm chiến lược kìm chân địch ở Hà Nội càng lâu càng tốt, để tạo cả nước chuyển từ thời bình sang thời chiến. Và trung đoàn thủ đô quán triệt cái tinh thần đó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bác khen. Các chú, các cháu giữ được một tháng đã là thắng lợi, mà kéo dài hai tháng là đại thắng lợi. Một cái thắng lợi mang ý nghĩa về mặt chiến lược là toàn thể nhân dân thế giới sau khi mình giữ được thủ đô 60 đêm thì thấy được khả năng quyết tâm của nhân dân Việt Nam có khả năng giữ vững độc lập. Và riêng trong nước ta thì nhân dân càng tin tưởng vào cuộc trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi.